Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với buổi học chúng ta ngày hôm nay. Ở buổi trước thì chúng ta đã nghiên cứu về cái cân bằng phản ứng oxy hóa khử và cái định luật bảo toàn electron, đấy là những cái nội dung hết sức quan trọng của chương này. Và bây giờ thì chúng ta sang cái phần cuối cùng của chương, đó phần phân loại phản ứng. Trước kia thì chúng ta đã phân loại phản ứng theo số lượng chất phản ứng, sản phẩm, hay là có thể phân loại bằng nhiều cách. Và bây giờ chúng ta phân loại theo một kiểu, đó là dựa vào số oxy hóa, xem đó là phản ứng oxy hóa khử hay không. Ngoài ra chúng ta còn một cách phân loại nữa, đó là dựa vào cái năng lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng. Đấy. Đây là ta đi vào phần thứ nhất, đó là dựa vào cái sự thay đổi số oxy hóa. Một là mã là phân loại dựa vào sự thay đổi số oxy hóa. Đấy. Thế thì đầu tiên ta xét lại những cái dạng phản ứng mà chúng ta đã học ở phần trung học cơ sở. Cái loại phản ứng thứ nhất là cái phản ứng hóa hợp. Phản ứng hóa hợp. Thì các bạn nhớ lại cái dạng của cái phản ứng hóa hợp ở đây, đó là từ hai hay nhiều chất A cộng B cộng v.v. và tạo ra một chất thôi. Có thể lấy chất X chẳng hạn. Đấy. Từ hai hay nhiều nhất chất tạo thành một chất, người ta gọi là phản ứng hóa hợp. Đấy. Chúng ta lấy ví dụ như là carbon cộng với oxy. Chúng ta thu được là CO2. Đấy. Hay là phản ứng CaO cộng với lại CO2. Chúng ta thu được CaCO3. Đấy, vân vân. Thế thì từ hai chất để tạo thành một chất, đó là phản ứng hóa hợp. Hay là từ ba chất chẳng hạn, chúng ta có NO2 cộng với O2 cộng nước thì sinh ra HNO3. Đấy. Phản ứng này cân bằng thì nó sẽ là 4,4,2. Đấy. Đây là từ ba chất mà tạo thành một chất thôi. Đấy. Thì nó đều có cái dạng là A cộng B hoặc là cộng chất nào nữa chẳng hạn, ra cái chất X. Đó là hóa hợp. Thế thì bây giờ mình xét xem cái phản ứng hóa hợp này nó có thay đổi số oxy hóa hay không? Nó có phải là phản ứng oxy hóa khử hay không? Nhá. Chúng ta còn để ý này, đơn chất carbon bằng 0, oxy bằng 0. Và trong hợp chất, oxy chúng ta có là trừ 2, như vậy là trừ 4, carbon là dương 4. Thế thì rõ ràng ta thấy rằng là có sự thay đổi số oxy hóa, carbon từ 0 lên dương 4, nó là chất khử. Oxy từ 0 xuống trừ 2, nó là chất oxy hóa. Như vậy chúng ta có thể kết luận đây là phản ứng oxy hóa khử. Oxy hóa khử. Trong phản ứng này, oxy trừ 2, như vậy canxi dương 2. Oxy trừ 2, như vậy carbon dương 4. Oxy trừ 2, canxi hóa trị 2 là dương 2. Trừ 2 nhân 3 là trừ 6, với dương 2 là trừ 4, như vậy carbon dương 4. Chúng ta thấy rằng là canxi từ dương 2 vẫn là dương 2, oxy trừ 2 vẫn là trừ 2, carbon dương 4 vẫn là dương 4. Thế thì đây trong cái phản ứng hóa hợp này thì nó lại không phải phản ứng oxy hóa khử, vì không có sự thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố. À, không phải phản ứng oxy hóa khử. Xét đến cái trường hợp thứ ba, oxy trừ 2, như vậy nitơ đây là dương 4, oxy đơn chất là 0, H cộng 1 O trừ 2, H cộng 1 O trừ 2 là trừ 6, dương 1 là trừ 5, như vậy cộng 5. Nitơ từ dương 4 lên dương 5 tăng, nó là chất khử. Oxy từ 0 xuống trừ 2 giảm, nó là chất oxy hóa. Như vậy có sự thay đổi số oxy hóa, như vậy đây lại là phản ứng oxy hóa khử. Và nhân lại vậy chúng ta có thể thấy rằng là cái phản ứng hóa hợp ấy, có phản ứng là oxy hóa khử, còn có phản ứng thì lại không phải oxy hóa khử nha. Đấy, tùy từng trường hợp. Loại phản ứng thứ hai này, ngược lại với phản ứng hóa hợp, đó là phản ứng phân hủy. Thì cái dạng của phản ứng này là từ một chất ban đầu, thường là tê độ, nó sẽ tạo ra các cái chất A, B, vân vân. Đấy. Tức là từ một chất ra hai hay nhiều chất thì đó là phản ứng phân hủy. Chúng ta lấy ví dụ, chúng ta có CaCO3 đá vôi, đúng không? Khi chúng ta nung thì ra CaO cộng với lại CO2. Hoặc là chúng ta có cái phản ứng KClO3 khi mà nung ra KCl cộng oxy. Đấy, là 2, 3.
hay là chúng ta có phản ứng CuNO3 hai lần ra CuO NO2 và O2. Đấy. Thì đây là các cái phản ứng phân hủy. Thế thì chúng ta lại tiếp tục đi xác định số oxy hóa xem nó có thay đổi số oxy hóa hay không để kết luận xem đó có phải phản ứng oxy hóa khử hay không. Canxi dương 2, oxy trừ 2, carbon dương 4. Canxi dương 2, O trừ 2, carbon dương 4, O trừ 2. Thực ra cái phản ứng này nó là ngược lại của cái phản ứng trên. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là không có sự thay đổi số oxy hóa. Như vậy đây không phải phản ứng oxy hóa khử. Đấy. Mình sẽ tiếp đến cái phản ứng thứ hai. Trong phản ứng này kali hóa trị 1 là dương 1, oxy là trừ 2, trừ 6 với dương 1 là trừ 5, clo dương 5. Kali dương 1, clo trừ 1, oxy 0. Mình thấy rằng là clo từ dương 5 xuống trừ 1, như vậy nó giảm. Oxy từ trừ 2 lên 0, như vậy nó tăng. Có sự thay đổi số oxy hóa, đó thì là phản ứng oxy hóa khử. Ở trong trường hợp này, đồng hóa trị 2 là dương 2. Nhóm NO3 thì oxy trừ 2 và nhớ rằng là NO3 trừ. Như vậy là trừ 2 nhân 3 là trừ 6 và tổng phải bằng trừ 1. Như vậy nitơ dương 5. Yeah. Oxy trừ 2, Cu dương 2. Oxy trừ 2, nitơ dương 4. Và oxy 0. Thế thì mình thấy rằng là đồng cộng 2 không thay đổi. Nitơ dương 5 này xuống nitơ dương 4 bắt đầu thấy thay đổi rồi. Oxy trừ 2 lên oxy 0 lại thấy thay đổi. Như vậy đây phải là phản ứng oxy hóa khử. Như vậy có thể thấy thì giống như cái phản ứng hóa hợp thì phản ứng phân hủy nó là ngược lại thôi. Nên nếu xét về cái sự thay đổi số oxy hóa thì có những cái phản ứng nó là oxy hóa khử, có những phản ứng thì không phải oxy hóa khử nha, tùy từng trường hợp. Mình sang cái loại phản ứng thứ 3. Đó là phản ứng thế. Phản ứng thế nó có dạng như thế nào? Nó có dạng là có một đơn chất A cộng với lại một hợp chất BC chẳng hạn. Thì lúc này A nó sẽ thế chỗ của B thành AC cộng B. Đấy, thế, thay thế vị trí. Nhá. Thế đây thầy lấy ví dụ như là chúng ta có Fe cộng với HCl. Đấy, sắt. Kim loại cộng với axit ra muối cộng hydro, đúng không? Sắt sẽ thay chỗ của hydro. Và lúc này ra sắt 2 thôi. Đẩy ra thằng hydro. Cân bằng đây là 2HCl. Hay là phản ứng thế khác, ví dụ như là chúng ta có thằng Zn cộng với lại CuSO4. Lúc này thì là C đó là cả cái nhóm SO4, còn B đó là cái Cu. Lúc này Zn kim loại mạnh để kim loại yếu ra thành ZnSO4 cộng với lại Cu. À, thế chúng ta cũng xét số oxy hóa. Ta thấy rằng là sắt từ 0 lên dương 2. H cộng 1 xuống H0. Còn clo đây nó là trừ 1. Như vậy rõ ràng mình thấy rằng là có sự thay đổi số oxy hóa. Đây là phản ứng oxy hóa khử. Xét đến phản ứng thứ 2. Kém 0, đồng dương 2, oxy trừ 2 là trừ 8, với lại dương 2 như vậy S dương 6. Kém dương 2, oxy trừ 2, trừ 8 dương 2 vẫn dương 6, đồng 0. Như vậy ta thấy rằng kém từ 0 lên dương 2 nó tăng nó là chất khử. Đồng từ dương 2 xuống 0 nó giảm nó là chất oxy hóa. Như vậy đây cũng là phản ứng oxy hóa khử. Hoặc thầy có thể lấy thêm một cái ví dụ nữa. Ví dụ như hydro cộng CuO, Cu cộng nước. Như vậy lúc này thì hydro thế chỗ của Cu tạo ra nước. Thì mình thấy rằng hydro là 0, oxy trừ 2, đồng dương 2, đồng 0, oxy trừ 2, H dương 1. Như vậy H từ 0 lên dương 1 là chất khử. Cu từ dương 2 xuống 0 chất oxy hóa. Như vậy đây cũng là phản ứng oxy hóa khử.
Như vậy thì mình có thể thấy rằng là hầu hết các phản ứng, đúng không? Đây là tất cả các phản ứng thế đều là phản ứng oxy hóa cực, vì nó đều có sự thay đổi số oxy hóa của một số nguyên tố. Loại phản ứng thứ tư đó là phản ứng trao đổi. Phản ứng trao đổi thì có dạng đó là AB cộng CD. Đấy. Thế thì bây giờ nó trao đổi thành phần cho nhau. Cái D với cái B nó chuyển trội cho nhau thành AD cộng với lại CB. Đấy, có dạng như vậy. Chúng ta lấy ví dụ. Giả sử như Na2SO4 cộng với lại BaCl2. Đây là hai muối phản ứng với nhau, nó trao đổi hai cái đuôi. Thằng này sang bên này thành NaCl và bên này nó là BaSO4. Phản ứng này có BaSO4 kết tủa, cân bằng là 2NaCl. Hoặc là phản ứng như MgCl2 cộng NaOH. Trao đổi nhóm OH với Cl, muối với bazơ ra muối mới và bazơ mới. Đấy, bazơ mới đây là MgOH2 lần kết tủa cộng với lại NaCl là muối mới, cân bằng. Thế thì mình cùng nhau đi xét cái số oxy hóa. Natri hóa trị 1 là dương 1, oxy là trừ 2 là trừ 8, trừ 8 dương 1 với 2 là dương 2, vậy S dương 6. Cứ nhớ rằng trong nhóm SO4 thì lưu huỳnh luôn là dương 6. Bari dương 2, clo trừ 1. Natri hóa trị 1 là dương 1, clo trừ 1. Bari hóa trị 2 là dương 2, SO4 thì là S dương 6 và O trừ 2. Mình thấy natri dương 1 không đổi, S dương 6 không đổi, O trừ 2 không đổi, Ba cộng 2 không đổi, clo trừ 1 không đổi. Như vậy không có thằng nào thay đổi số oxy hóa cả. Đây nó là gì? Không phải phản ứng oxy hóa cực.